Xin kính chào quý vị và các bạn. Kiến thức và giải trí xin gửi đến quý vị và các bạn chân dung bốn nữ bí thư tỉnh ủy thế hệ 7X. Một, bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên. Bà Nguyễn Thanh Hải sinh ngày 2 tháng 10 năm 1970, ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 7 tháng 10 năm 2002. Quê quán phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, dân tộc Kinh. Chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và 13. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14 và 15, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, phó giáo sư, tiến sĩ vật lý. 2. Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh. Bà Đào Hồng Lan sinh ngày 23 tháng 7 năm 1971, ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 15 tháng 3 năm 2001. Quê quán xã Tam Kỳ, huyện Kinh Môn, nay là huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, dân tộc Kinh, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 dự khuyết, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Bắc Ninh, đại biểu Quốc hội khóa 15, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, thạc sĩ kinh tế. 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình. Bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh ngày 27 tháng 5 năm 1970, ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 30 tháng 6 năm 1997. Quê quán xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, dân tộc Kinh, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và 13, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa 14, đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15. Trình độ lý luận chính trị, cử nhân, trình độ chuyên môn, phó giáo sư, tiến sĩ tâm lý học, cử nhân tâm lý giáo dục. 4. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân sinh ngày 2 tháng 1 năm 1974, ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 22 tháng 6 năm 1999. Quê quán phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, dân tộc Kinh, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 dự khuyết, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, thạc sĩ lý luận văn học. Trên đây kiến thức và giải trí vừa gửi đến quý vị và các bạn chân dung bốn nữ bí thư tỉnh ủy thế hệ 7X. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.